10 sự thật thú vị tại các địa điểm du lịch trên thế giới. Mông Cổ có dân số thấp nhất thế giới. Ở Mông Cổ, số lượng ngựa nhiều hơn cả dân số nơi đây. Mông Cổ là một quốc gia rộng lớn không giáp biển, trải dài từ Nga ở phía Bắc đến Trung Quốc ở phía Nam. Dù không phải là một quốc gia rộng lớn nhất trên thế giới, nhưng nơi đây lại cho du khách một cảm giác giống như vậy, vì có mật độ dân số quá thấp. Ở một số vùng, bạn có thể đi nhiều ngày mà không gặp bất kỳ ai. Với phong cảnh thiên nhiên đa dạng và hùng vĩ, bao gồm địa hình đồi núi, cao nguyên, đồng cỏ và thảo nguyên sa mạc khô cằn, đây có thể là điểm du lịch mà chúng ta đều mơ ước. Granada, Tây Ban Nha được biết đến như thủ phủ hang động của châu Âu. Hang động Sacro Monte và Goddess of Granada là nơi trú ngụ của những cộng đồng vẫn còn yêu thích lối sống trong hang động thời xa xưa của Tây Ban Nha. Bắt nguồn từ thế kỷ 15, ẩn mình trong quần thể núi đá này là 2.000 ngôi nhà dưới lòng đất, khắc sâu vào đá một cách kín đáo. Trong quá khứ, những hang động này là nơi con người trốn chạy khỏi nạn diệt chủng và phân biệt tôn giáo. Ngày nay, địa điểm này tiếp tục là nơi chốn an cư cho những cộng đồng sinh sống xa khỏi đất liền, giống như tổ tiên họ từ nhiều thế kỷ trước. Oymyakon, Nga, là nơi lạnh nhất trên trái đất có người sinh sống. Thung lũng Oymyakon ở Yukusha, hay còn gọi là cực giá lạnh, tọa lạc tại miền đông bắc nước Nga. Tại đây, nhiệt độ có thể giảm xuống âm 70 độ C, lạnh đến nỗi rượu cũng có thể đóng băng. Thiếu thốn các tiện nghi hiện đại, ngôi làng dường như không thể sinh sống này lại là nhà của 500 cư dân Siberia với các ngành nghề truyền thống như chăn nuôi hươu nai, săn bắt và đánh cá. Du lịch nơi đây cũng trở nên phổ biến đối với những du khách can đảm và chịu được môi trường khắc nghiệt này. Trung Quốc đã xây dựng một bản sao Paris, tọa lạc ở vùng ngoại ô Hàng Châu, Trung Quốc. Nơi đây được dân địa phương ví như Paris thu nhỏ. Dự án phát triển bất động sản này là cả một công trình kiến trúc và kỹ thuật kết hợp cùng bản sao tháp Eiffel. Mặc dù có kích thước chỉ bằng 1/3 so với phiên bản thật, nhưng vẫn là bản sao lớn thứ hai sau phiên bản được xây dựng ở Paris Las Vegas Hotel tại Mỹ. Khải Hoàn Môn, đại lộ Champs-Élysées, hồ phun nước trong khu vườn Jardin du Luxembourg và các phiên bản gần như hoàn hảo của các tòa nhà kiến trúc tân cổ điển và đại lộ kem của thủ đô Đức Pháp. Bahamas là quê hương của công trình điêu khắc dưới nước lớn nhất thế giới. Ngoài cảnh đẹp bắt mắt và làn nước trong như pha lê, còn nhiều điều thú vị khác ở hòn đảo New Providence. Ẩn mình trong đại dương là bức tường điêu khắc dưới nước lớn nhất thế giới, nặng 60 tấn và cao 5,5 mét, với tên gọi Ocean Atlas. Tác giả công trình này là nghệ nhân Joseph Dicker Taylor, người tạo nên vô số tác phẩm điêu khắc dưới nước, thu hút các sinh vật biển muôn màu quay trở lại vùng biển thiếu sức sống trước đây. Kolesnia, Croatia là hòn đảo hình trái tim hoàn hảo nhất. Trong số những hòn đảo có hình dạng trái tim trên thế giới, Kolesnia ở Croatia đã được công nhận là hoàn hảo nhất. Hòn đảo này trước đây không có người ở, nhưng hiện nay đã được xây dựng trở thành một điểm đến du lịch lãng mạn khó quên, nơi sẽ sớm diễn ra những lễ cưới và tuần trăng mật của các cặp đôi. Đan Mạch là quốc gia sạch nhất thế giới. Cảnh đẹp, văn hóa và cà phê là những yếu tố nổi bật ở Đan Mạch. Và giờ đây, Đan Mạch đã trở thành quốc gia tiên phong vì môi trường toàn cầu, được xếp hạng là quốc gia sạch nhất thế giới theo chỉ số hiệu suất môi trường EPI năm 2021. Tư duy về môi trường là một phần trong cuộc sống thường ngày ở Đan Mạch. Điển hình là kiệt tác kiến trúc Copen Hill. Đây là một nhà máy giúp chuyển hóa rác thải thành phố thành năng lượng và nhiệt, đồng thời được trang bị một chốc trượt tuyết khô ở trên mái. Suốt cả năm, bạn sẽ chứng kiến các gia đình và cả những vận động viên chuyên nghiệp tận hưởng cảm giác phấn khích khi trượt từ trên xuống. Một ngôi làng ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn dùng ngôn ngữ loài chim trong cuộc sống hàng ngày. Ngôi làng Kuskoy ở Thổ Nhĩ Kỳ giao tiếp bằng tiếng huýt sáo, một loại ngôn ngữ hiếm được biết đến như ngôn ngữ loài chim. Không như tên gọi, ngôn ngữ này không dùng để nói chuyện với loài chim mà được dùng để liên lạc với dân làng sinh sống dọc theo địa hình đồi núi ở Kuskoy. Nội dung trao đổi có thể phức tạp như ngôn ngữ loài người và âm thanh phát ra ở âm vực cao là cách hữu hiệu để liên lạc từ khoảng cách xa. Phong tục lâu đời này cũng được duyệt vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể UNESCO năm 2017. Và có thể một ngày nào đó, chúng ta sẽ may mắn được nghe tiếng huýt sáo vang vọng qua những tán cây. Công viên trung tâm New York là nơi được quay phim nhiều nhất trên thế giới. Công viên trung tâm là nơi người dân New York thư giãn và tránh những ồn ào, náo nhiệt của Manhattan gần đó. Là công viên đầu tiên của Mỹ với đầy đủ các khu vực như bãi cỏ, tượng đài, tác phẩm điêu khắc, những cây cầu,
chim di trú và thậm chí cả vườn thú. Nơi đây có vô số sự lựa chọn cho những chuyên gia khảo sát địa điểm. Bạn mất chưa đến một ngày để đi xuyên qua Latin Town. Nếu trước đây, việc khám phá một thành phố vào cuối tuần đã là một thử thách thú vị, thì giờ đây hãy trải nghiệm đi bộ xuyên qua một quốc gia trong vài giờ. Latin Town, một đất nước nhỏ bé nhưng vô cùng xinh đẹp, trải dài chỉ 25 km từ Bắc xuống Nam và 4 km từ Đông sang Tây. Vậy nên, bất kể đi theo hướng nào, bạn vẫn có thể xuyên qua quốc gia này trong vài giờ. Do nằm ở trung tâm của dãy Alps, điểm lưu ý duy nhất đó là bạn sẽ phải đối mặt với một số con dốc dọc đường đi. Các bạn còn muốn biết thêm về chủ đề nào nữa không? Nếu có hãy để lại comment ở bên dưới để mình giải đáp nha. Nhớ follow kênh Vimodio và đón xem các tập tiếp theo của mình nha. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại. Mèo biết tuốt khám phá cuộc sống một cách thông minh.